Người vô thường, vô ngã, người khổ Phật, tâm xà, niềm tin còn gửi gắm ta vui lòng đi xa. Thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt ta đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn ngươi với ta. Cái bài thơ đó là tôi đặt tên là Đề Thiền Diệt Thất, tặng cho Thiền Sư Thích Thanh Từ. Thì ở trong đó có cái câu là chút lửa hồng bếp cũ, ấm áp bóng chiều xa. Giống như là thầy ở nhà, thầy lo cái bếp lửa cho nó đừng có tắt. Còn tôi đi, tôi sẽ về. Thầy hy vọng khi tôi về thì cái bếp lửa nó còn cháy đỏ. Chút lửa hồng bếp cũ, ấm áp bóng chiều xa. Thank you.
là bài Tìm Nhau, thơ của Nhất Hạnh và nhạc của Anh Việt. Tăng thân xuất gia lần mai hát bài này để kính tặng quý vị hòa thượng tuần tòa, kính tặng sư thúc. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Con đã duỗi rong vạn nẻo đời hiểm trở, đã từng đau khắc khoải với trăm thương ngàn nhờ trên bước đường hành hương. Con đã đi tìm Thế Tôn trong tận cùng hoang dã, ngoài mênh mông biển lạ, trên tuyệt mù cao sơn. Con đã từng nằm chết quạnh hiu trên cánh sa mạc già, con đã từng cố giấu lại vào tim những dòng lệ đá, con đã từng mơ uống những giọt sương lấp lánh hành tinh xa. Con đã từng ghi dấu chân trên non bồng diễm ảo, con đã từng cất tiếng kêu gào dưới ngục A Tỳ mòn mỏi hư hao, bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo. Con biết nằm trong trái tim con là niềm tin diệu kỳ, thâm sâu và uyên ảo, là Thế Tôn có mặt đó, dù con chưa biết đích xác Thế Tôn đâu. Con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa, Thế Tôn với con đã từng là một, rằng khoảng cách giữa hai ta không thể dài hơn quá một nhịp tâm đầu. Chiều hôm qua bước đi một mình, con thấy lá thu rơi đầy lối cũ, và vầng trăng treo trước ngõ đã xuất hiện bất thần như bóng hình người cũ. Rồi tinh đầu xôn xao báo tin là Thế Tôn đã có mặt nơi này. Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lộ, chớp lòe qua cửa sổ, trời lên cơn bão tố, đất trời như giận dữ. Nhưng cuối cùng trong con, mưa cũng tạnh, mây cũng tan. Nhìn ra cửa sổ, con thấy vầng trăng khuya đã hiện và đất trời đã thực sự bình an. Tự soi mình trong gương nguyệt, con thấy con và con bỗng thấy Thế Tôn. Thế Tôn đang mỉm cười. Ô hay, vầng trăng thảnh thơi vừa trả lại cho con tất cả những gì con ngỡ rằng đã mất. Từ khoảnh khắc ấy, từng phút giây miên mật, con thấy không có gì đã qua, không có gì cần hồi phục. Bông hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng nhìn con nhận mặt. Nhìn đâu, con cũng thấy nụ cười Thế Tôn, nụ cười của không sinh không diệt, đã nhận được từ gương Nga. Con đã nhìn thấy Thế Tôn. Thế Tôn ngồi đó, vững như núi Tu Di, bình an như hơi thở. Thế Tôn ngồi đó, như chưa bao giờ từng vắng mặt, như chưa bao giờ trên thế gian đã từng có cơn bão lửa. Thế Tôn ngồi đó yên lặng và thảnh thơi. Con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Nước mắt con không cầm nổi, con ngồi đó im lặng. Trời xanh cao, núi tuyết in nền trời và nắng reo phơi phới. Thế Tôn là tình yêu đầu, Thế Tôn là tình yêu tinh khôi, nghĩa là không bao giờ sẽ cần tình yêu cuối. Người là dòng sông tâm linh, tuy đã từng chảy qua hàng triệu kiếp luân hồi, nhưng luôn luôn còn mời. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Thế Tôn là bình an, Thế Tôn là vững chãi, Thế Tôn là thảnh thơi, người là Bụt Như Lai. Con nguyện một lòng nuôi dưỡng chất liệu thảnh thơi, chất liệu vững chãi và truyền đạt tới mọi loài hôm nay và ngày mai. Thank you.
Thank you.